là muốn mình làm 6 lần hay 7 lần? Ông nói là 7 lần, không giấu. 7 lần. 7 lần là đều làm ở Việt Nam hay là làm ở nước ngoài nữa? 2 lần đầu thì ở Việt Nam, after 3 lần làm bên Mỹ. Rồi nó bị accident đủ thứ hết thì mới đầu mới bay về lại bên Việt Nam mình làm, là làm sụn sườn. Thì khi em làm sụn sườn thì nó vậy, thì em mới bay về lại cái em thay rút sụn sườn ra, em làm sụn tay là làm đây mà luôn. Thì khi mà em làm sụn tay xong rồi đó, còn nó nổ một cục ở trong cái bên này và almost bên này nó bị hóp, hai bên đều thở không được luôn. Nó bị biến dạng luôn. Như vậy cái lần cuối là chị làm bằng gì? À, sụn tay. Sụn tay nhưng mà trên này là giống của silicone. Dạ đúng rồi thưa bác sĩ. Em không biết là nó cấu trúc như thế nào. Chắc có nó mà chắc không có nhớ. Là ở đây là họ nói là cấu trúc sụn tay, họ nói vậy thôi, thì ngoài ra là không biết gì hơn nữa. Hiện nay chị mong muốn thế nào ạ? Hiện giờ là muốn cải thiện là cái đường thở mình nó thông suốt, tại vì hai bên đều không thở được và nó bị biến dạng cái cánh mũi luôn. Bác sĩ thấy nó bị méo, không có thẳng. Nhìn vô là nó với lại bị cái mũi nó bị hớp luôn bác sĩ. Em không hiểu tại sao rút lại luôn. Thì giờ em muốn bác sĩ cải thiện là cái mũi cho nó nổ ra, nó cái đường thở, quan trọng là cái đường thở của em. Dạ. Gần hơn một chút nhỉ. Về dáng mũi thì sao ạ? Dạ thưa bác sĩ, nói chung là em cần là phù hợp với mặt mình thôi. Đây cái mặt mình bự quá, rồi cái mũi này thì nó nhỏ quá, nó không có tương xứng với cái lần trước chị làm mũi sụn sườn là chỉ có sụn sườn ở cái phần trụ mũi này thôi, còn ở trên này vẫn là nhân tạo đúng không? Dạ đúng rồi bác sĩ. Là chị có nhớ hồi đó là cái sống mũi nhân tạo là bằng silicone hay bằng Sutiform hay bằng Nanoform không? Không biết không? Nhớ. Không biết đâu, họ không có nói rõ, họ không có nói rõ cho mình nghe. Và chị có nhớ là cái lần cuối người ta giữ lại trụ này bằng sụn sườn không hay người ta tháo hết ra? Tháo hết ra luôn. Nó tiếp vậy? Không biết, em không biết. Cái lần cuối không bác sĩ nói không? Họ nói với em là tại vì bị giật cái mũi thì họ nói là họ sẽ cấu trúc lại, mở vách học vách gì em không biết để mà làm lại cho mình rồi vậy thôi. Chị biết không, trong lòng mũi khi mà người ta dựng được cái trụ bằng sụn sườn này, yeah, thì đây là cái giá trị nhất của cả một cuộc phẫu thuật. Yeah. Và kỳ thực nếu mà phải tháo cái trụ này ra thì không, rất là lãng phí. Thì tôi cũng không biết cái thực tế là như nào, cách tiếp cận của chị như nào. Yeah. Nhưng mà nếu mà cá nhân tôi làm mà đã làm sụn sườn cái này thì cố gắng tận dụng cái phần này. Yeah. Nên là chỉ có điều chỉnh lại thôi. Yeah. Thì bây giờ có hai cái việc, một là cái đầu mũi nó bị ngắn lại. Yeah. Nó bị ngắn lại là do tôi nghĩ là sống mũi này là sống mũi silicone. Yeah. Thì theo thời gian nó bị co rút lại cái phần này. Đó. Đây là vấn đề bệnh lý răng họng. Yeah. Cái niêm mặt mũi của chị nó bị phù nề. Nó phù nề thì nó làm cho cái khoang này nó tiếp tục nó chết hẹp hơn một tí. Yeah. Thì chị điều trị cái này thì nó sẽ giảm được cái vấn đề bệnh lý tai mũi họng của chị. Yeah. Còn hiện nay tôi sẽ làm yếu tố gần như vấn đề về vật lý, tức là tôi giảm cái thể tích mà chiếm chỗ của cái phần vách ngăn. Yeah. Đó. Thì nó giống như này chị, cái vùng lỗ mũi của mình ấy, nó sẽ có hai yếu tố. Yeah. Một là yếu tố cái phần vách ngăn là yếu tố này, hai là yếu tố niêm mạc mũi là yếu tố này. Yeah. Bình thường cái phần vách ngăn nó sẽ thẳng. Yeah. Và cái niêm mạc mũi nó không có bị phù nề thì cái khoang lưu thông không khí nó sẽ rộng hơn. Yeah. Nhưng của chị bị hai vấn đề luôn. Một là phần vách ngăn này nó bị cong sang bên này. Hai là phần niêm mạc mũi nó phù nề. Nó ép lại cái này. Yeah. Thì dẫn đến là cái không khí nó bị cái điểm nghẽn ở chỗ này nó gây ra. Yeah. Bây giờ bệnh lý tai mũi họng người ta sẽ đi giải quyết cái niêm mạc mũi này cho nó không nghẹt nữa. Yeah. Còn vấn đề bác sĩ thẩm mỹ sẽ giải quyết cái này nó không bị chèn ép nữa. À. Chị hình dung nào? Yeah, hiểu rồi. Và trách nhiệm của tôi chỉ là ở cái phần này thôi. Yeah. Còn điều trị bệnh lý về cái chuyện mà chị đang bị phù nề mũi xoang rồi là quá phát quăng mũi dưới thì bác sĩ tai mũi họng người ta sẽ điều trị cái này. Dạ. Yeah. Đó, như vậy phải kết hợp cả hai. Dạ. Yeah. Thì bác sĩ cho em hỏi, thí dụ em điều trị bên tai mũi họng về cái phù nề bên này. Dạ. Yeah. Nếu như nó không có co rút lại thì khi mà mình làm mũi mình can thiệp vào thẩm mỹ á
thì có thể giải quyết cắt cho em cái hàng lòi này ra được không? Như này thì bây giờ là một bài toán mình phải cân đối. Bây giờ cái bức xúc nhất của chị là đường thở chứ dạ. không phải là cái kết quả thẩm mỹ. Dạ. Vậy chị đi điều trị theo hướng bác sĩ tai mũi họng trước. Dạ. Nhưng mà cái tâm nguyện của em khi mà em giải quyết cái viêm này xong, nhưng em cũng đến bác sĩ để mà giải quyết cái mũi em cho nó thẩm mỹ chút xíu thì vẫn làm được theo bác sĩ ha. Thì đúng rồi. Tôi đang để cho chị làm cái bệnh lý trước. Dạ. Và nhớ là cái bệnh lý tai mũi họng nó có thể tái phát bình thường chứ không phải là chị điều trị một lần mà nó vĩnh viễn là xong. Lần này nó sẽ giải quyết hết, nhưng mà ví dụ vì một lý do ở đấy sau này nó tái lại thì mình lại điều trị lại. Rồi còn cái bên thẩm mỹ thì bác sĩ sẽ cái nguy cơ nó tái lại là ít lắm, cái đấy cũng không ngại, bác sĩ làm vết ngăn cho em lại cho nó đàng hoàng. Dạ, đúng nó rồi. Nó sẽ không chèn. Ok, bây giờ thống nhất là đi điều trị tai mũi họng trước, nếu kết quả điều trị chị thấy ok happy rồi không phải là mũi nữa. Dạ. Chấp nhận cái mũi này là tại vì 6-7 lần không chấp nhận, không chấp nhận chắc chắn 100% là em không chấp nhận, tại vì hiện giờ là em đang bị méo chỗ này. Yeah. Bác sĩ thấy nó không có được hoàn thiện gì mấy. Yeah, tốt nhất coi như là điều trị tai mũi họng cái này cho nó xong rồi đã. Dạ. Còn thời gian thì tới đây cũng. Dạ còn em ở lại để lo em lo điều trị, rồi em sẽ quay lại bác sĩ. Yeah. Vậy là ông nói là em vẫn làm được ha, có cơ hội không bác sĩ? Yeah. Yeah.